Wow, lần đầu tao thấy kèo con mắt, vừa cú té vừa dễ thương thế này. Chắc tao phải đặt về ăn thử thôi. Ở nhà tao sẽ ăn cái kèo này nha mọi người. Tao sẽ bọc cái kèo hình con mắt nha mọi người. Đến nha mọi người. Mình chắc kèo này giống thạch lắm mọi người. Nói chung dài dài rất là ngon nha mọi người. Bên trong nó có nhấn này, cái này là kèo hình màu xanh này, bên trong có nhấn này mọi người. Rất là dài nha mọi người, dài giòn. Cái nào cũng có nhấn hết nha mọi người, cái này là nhấn. Đấy, như đây nhấn, nhấn dấu tẩy vậy. Viên kèo này in đục cả bánh bao nha mọi người. Rất là thơm ngon. Kèo con mắt vừa dễ thương vừa cú té, dái giòn sân sật. Các bạn có thể đặt về ăn thử nhé. Các bạn muốn teo, ăn món nào thì các bạn comment bên dưới nhé. Các bạn nhớ truy cập kênh YouTube Teo Hám Ăn để xem những tập mới sớm nhất nhé.